hơn 25% so với bình thường. Thông thường, để sạc pin nhanh hơn cho iPhone sẽ yêu cầu người dùng phải mua những bộ thiết bị, củ sạc, dây sạc riêng biệt. Tuy nhiên, có một tính năng sẵn có trên iOS giúp người dùng thực hiện sạc nhanh chỉ bằng một vài thao tác đơn giản mà lại ít được biết đến. Đó là thông qua phím tắt SLPFC. Về cơ bản, SLPFC sẽ đưa chiếc iPhone của bạn vào một chế độ được tối ưu hóa, thông qua vô hiệu một số chức năng chạy ngầm như kết nối Wi-Fi, Bluetooth, dữ liệu di động làm mới ứng dụng trong nền định vị GPS, cập nhật ứng dụng. Điều này sẽ giúp người dùng sạc pin cho iPhone nhanh hơn bình thường, thậm chí hiệu quả hơn cả khi chúng ta tự tay tắt những tính năng nêu trên. Mỗi khi cần sạc nhanh, chúng ta chỉ cần mở phím tắt, chọn SPLFC, rồi lựa chọn phát chắc sinh mốt. Không chỉ hiệu quả trong lúc sạc, mà tính năng này còn rất hữu ích khi để máy ở chế độ chờ, hoặc đang trên máy bay, giúp lượng pin tiêu hao được giảm thiểu và kéo dài lâu hơn. Cần lưu ý rằng sau khi sử dụng xong, người dùng cần lặp lại các thao tác trên, sau đó chọn chế độ nó mờ mút. Ngoài ra, điều kiện để sử dụng tính năng này đó là chiếc iPhone hoặc iPad của người dùng phải được cập nhật từ phiên bản iOS 12 trở lên.